Khách hàng có hỏi cho tôi đó là cái đàn gà nhà tôi có 1.000 con mà nó đang có hiện tượng chảy nước mắt, đau mắt và khò khè hen khẹt, thì xin bác sĩ cho cái phác đồ điều trị nào sao cho nó hiệu quả nhất, thì bác sĩ Vũ Thu Y Vũ Phương Đông có thể trả lời giúp cái khách hàng nhắn tin về cho công ty không ạ? Với cái đàn gà này thì đối với đàn gà 1.000 con của anh chị ấy, thì vừa rồi bác sĩ Hùng đã đọc cái câu hỏi như vậy, anh chị đã gửi đến cho chúng tôi như vậy, thì rất cảm ơn câu hỏi của anh chị. Thì cái hướng xử lý mà tôi ra cho anh chị cho cái đàn gà nhà anh chị mà đang có dấu hiệu bị đau mắt nhức hen như này, thì trước tiên là anh chị nên sử dụng cái biện pháp là vệ sinh môi trường sạch sẽ đã. Xử lý cái môi trường đầu tiên là cái bệnh hen thì thường nó phát ra từ môi trường, nó bệnh chỉ thị của môi trường, thì anh chị phải xử lý cái môi trường đầu tiên. Thì anh chị có thể sử dụng cái thuốc sát trùng, ví dụ như cái sản phẩm Benzacid này của công ty TST này, anh chị phun cho tôi là 1 tuần này với tần suất là 2 lần. Đây về cái dấu hiệu đầu tiên là anh chị phải cái biện pháp đầu tiên anh chị phải sử dụng đó là xử lý môi trường. Thì sử dụng Benzacid để làm sạch môi trường chăn nuôi cũng như môi trường thức ăn thức uống con gà, thậm chí anh chị có thể sử dụng Benzacid này hòa vào nước uống cho gà với cái nồng độ thấp để xử lý cái môi trường nước uống ấy. Tiếp theo khi đã xử lý môi trường rồi thì anh chị mới tiến đến là sử dụng các biện pháp kháng sinh, thuốc kháng sinh để triệt tiêu cái bệnh hen này. Vậy cái bệnh đau mắt thì đang ghép với bệnh hen này, thì đầu tiên ấy thì anh chị phải chẩn đoán chính xác cho tôi là cái bệnh như đau mắt này là do virus hay do vi khuẩn gây ra. Do virus ví dụ như APV thì anh chị phải sử dụng vaccine APV đánh lại với liều gấp đôi để có thể xử lý tiệt nọc triệt để cái vấn đề virus. Còn đối với bệnh đau mắt do vi khuẩn ấy, thì anh chị có thể sử dụng cho tôi cái phác đồ điều trị đó là sử dụng Lenco kết hợp với Doxy và Amox để đánh dứt điểm cái tình trạng hen ghép với đau mắt. Đấy là đối với cái tình trạng đau mắt do vi khuẩn ghép hen. Thứ hai là bệnh hen. Đối với bệnh hen thì anh chị nếu như cảm thấy cái đàn gà này mà lại ghép với đau mắt nữa mà đánh 3 ngày thuốc cũng khỏi, thì anh chị cần sử dụng cho tôi biện pháp cuối cùng, đó biện pháp tiêm. Biện pháp tiêm thì tiêm cho tôi như nào? Tiêm 3 đến 5 mũi như tôi thường hướng dẫn anh chị trong những cái video lần trước tôi đã đăng lên ấy. Thì đối với biện pháp tiêm thì anh chị sử dụng cái cặp PI01 này. Cặp PI01 này anh chị kết hợp với Lenco, kết hợp với cái Chymosin của công ty PST chúng tôi, tiêm trong 3 đến 5 mũi thì anh chị sẽ cảm thấy đàn gà nhà mình gần như là khỏi hẳn. Chỉ trừ một vài con, tất nhiên là không thể hoàn toàn được, nhưng nó sẽ còn một vài con nó sẽ mắc cái bệnh khỏi mãn tính rồi, thì anh chị nên chấp nhận. Thì sau 3 đến 5 mũi tiêm như vậy thì tôi đã đảm bảo với anh chị là 96-97% cái đàn gà của anh chị trong cái 1.000 gà đấy nó sẽ khỏi hoàn toàn và không cần phải đánh thuốc uống cộng tiếp theo. Đấy, còn câu hỏi tiếp theo là câu hỏi như thế nào thì bác sĩ Hùng có thể chia sẻ tiếp theo câu hỏi tiếp theo để chúng ta cùng trả lời cho quý khách hàng.